khoảng thời gian mình nhận visa là khoảng hơn 1 tháng ạ. Rất là vui và sung sướng ạ, cảm thấy là mình đã đạt được một phần nào đó cái mong muốn của mình ạ. Mình chọn trường ở Tuttlingen này vì trợ cấp của trường cũng khá là cao. Và năm đầu tiên thì mình đã được trợ cấp hơn 1.000 rồi. Và ở trường này thì miễn học phí B2 cũng như là cái tiền mình phải chứng minh tài chính thì cũng khá là thấp, là khoảng 4.320 euro. Thật sự là cô rất vui khi mà được bên trường mình báo là em Trang có visa, thì cả gia đình rất là vui. Và để mà nói về cái kết quả học tập của em Trang ấy, thì em rất là chăm chỉ học hành, và quyết tâm của em là khi bắt đầu từ lên học cấp 3 là cũng cứ một niềm là con không học đại học ở nhà đâu, mà con sẽ học nghề bên Đức, con sẽ học tiếng ở APT. Cho nên là em là cứ dành hết thời gian là gì, tối đêm cứ 11-12 giờ mà bắt đi ngủ là vẫn con còn học đã. Niềm đam mê học của em thì gia đình là rất là ủng hộ và cũng quan tâm chăm sóc lúc em bắt đầu học. Theo mình lựa chọn học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức vì cơ hội định cư sau này lâu dài và lương cũng rất là cao, trong khi mình học thì mình cũng có thể nhận được trợ cấp nữa. Nếu mà như mà mình học đại học ở Việt Nam thì mình cũng không biết sẽ chọn trường gì và không biết sẽ làm nghề gì. Mới đầu ấy thì cũng không ủng hộ, tại vì cũng cứ bảo là thôi học ở nhà cho có mẹ có con, rồi thì đi sang đấy thì vất vả, rồi thì phải sang nước bạn thì cũng chưa biết thế nào được. Nhưng mà em nó cứ bảo là con đã quyết tâm rồi thì mẹ cố gắng cho con đi theo con đường này, thì con đã chọn rồi. Thôi thì gia đình bố mẹ thì là cũng ủng hộ em, con đã chọn rồi thì tất cả mọi thứ là dồn hết vào cái niềm đam mê cho con để cho con được toại nguyện. Thì cô thấy là lần trước là cũng có anh con nhà bác cũng tham gia học ở đây rồi, và cô thì cô không tìm hiểu nhiều, nhưng khi em đã tìm hiểu rất kỹ từ năm bắt đầu lên lớp 10 là đã tìm hiểu rồi, cho nên là cô cũng rất tin tưởng về em. Và thôi thì là chọn APT thì là chắc chắn là một điều là đúng, đi theo đúng đường của em rồi. Thì cô rất hài lòng và cô đã ra đây. Cô tìm hiểu và thấy là APT là công ty rất là chu đáo, rồi lo đầy đủ từ những học hành đến chỗ ăn chỗ ở cho các em chu đáo, cho hơn hẳn với chỗ khác. Cô quyết định là chọn APT cho con đường của em. Mình cảm thấy là nhiều người nói rằng là mình khá là trẻ để bắt đầu một cái cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ như thế, nhưng mà mình nghĩ là quãng thời gian ở APT thì mình cũng đã được trải nghiệm rất là nhiều thứ về văn hóa của nước Đức, và những kinh nghiệm mà APT đã truyền tải cho mình, và mình nghĩ là mình cũng đã sẵn sàng để đặt chân đến nước Đức. Và có những rất là nhiều đoàn bay, một tháng có đến 2 đến 3 đoàn bay, nên là mình rất tin tưởng là mình đã đặt hồ sơ làm việc tại công ty này. Mình bắt đầu học tại APT từ tháng 7 năm 2018, và đến tháng ngày 6 tháng 3 thì mình nhận được tấm bằng B1. Sau đó mình nộp hồ sơ luôn, và ngày 20 tháng 5 thì mình nhận được visa. Khoảng thời gian mình học và thi tiếng Đức là 6 tháng. Mình chỉ có một lời khuyên cho những bạn học tiếng Đức là hãy học tiếng Đức và bằng niềm đam mê của mình, và hãy thật chăm chỉ. APT là một trung tâm học tiếng và có môi trường học tập rất là tốt. Các bạn hãy đến APT để trải nghiệm. APT có tổ chức rất là nhiều các chương trình hoạt động ngoài giờ, và mình cũng đã đạt được một giải khi tham gia APT Got Talent, giành được rất là nhiều phần thưởng từ APT, các kỳ thi hết khóa A1, A1.1, A1.2, A2 và B1 thì mình đều nhận giải không trượt phát nào.
mình gửi lời cảm ơn tới AVT cũng như là tất cả các thầy cô, các anh chị tư vấn viên cũng như là anh chị làm hồ sơ và các anh chị ở trong công ty nữa. Và mình cũng muốn gửi lời tới những bạn lớp K58 của mình là hãy cố gắng thi đỗ thật nhanh để có thể gặp nhau ở bên Đức.